bạn thân thân của mình thì nó đối với mình như là bạn bè, cho nên là khi xem phim thì nó cười rất to, nó cười ha hả ấy, mà nó rất thấy là khoái trí, chứ còn không thấy nó có cái, vì nó vẫn nghĩ rằng ở ngoài đời thì mình thoải mái hơn. À, cùng nhau xuyên cũng là đi đi sống và bạn ấy đối với mẹ rất là yêu quý và rất là như mình nói là bạn ấy coi mình luôn luôn bạn bè. Hai đứa nó có đùa nhau mà thằng kia nó có quá chớn thì bao giờ nó gọi mẹ ơi anh chóp anh bắt nạt con anh chóp anh cái này thì bao giờ bạn